Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương vừa có chuyến hành trình mang mùa xuân đến các chiến sĩ nhà giàn DK1 thuộc vùng biển thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Để có được chuyến hành trình đầy tự hào này, ngoài vai trò của những người chỉ huy, những người cầm lái con tàu, thì không thể không kể đến vai trò của những người anh nuôi. Trong lúc con tàu thẳng tiến đến nhà giàn, thì phóng viên Minh Toàn và phóng viên Anh Tuấn đã kịp ghi lại được công việc thầm lặng của tổ nấu ăn. Các anh luôn trong tư thế luôn tay luôn chân để mọi người có được bữa ăn ấm nóng giữa trùng khơi. Trong suốt một chuyến hành trình dài 15 ngày vừa qua, dư âm của những bữa cơm ấm cúng trên tàu cùng hình ảnh những anh phục vụ bếp vẫn còn lắng đọng trong lòng của mỗi thành viên trong đoàn. Một trong những nhiệm vụ tuy rất đời thường nhưng không kém phần quan trọng, đảm bảo sức khỏe cho từng thành viên trên tàu trong suốt chuyến hành trình. Tàu cứ chạy và mỗi người trên tàu có thể làm bất cứ mọi việc gì cho riêng mình. Nhưng các anh đầu bếp vẫn cần mẫn với công việc của mình. Ngoài việc cân, đong, đo, đếm các khẩu phần ăn hợp lý hàng ngày, thì công việc chế biến thức ăn của các anh cũng vô cùng khó khăn khi bon tàu thường xuyên chao đảo, lắc lư theo từng cơn sóng biển và không gian thì vô cùng chật hẹp. Nếu như người nấu bếp ở đất liền thì vừa nấu bếp vừa nghe nhạc để giải trí, thì ở đây các đầu bếp thủy thủ lại được nghe bản nhạc từ những con sóng ngoài trùng khơi mang đến. Tiếng sóng không theo dần, theo điệu, nhưng ẩn chứa cả một tâm tình của biển. Mình phải cố gắng, nói chung anh em phải cố gắng hết sức, sóng to gió lớn để đảm bảo sức khỏe cho đoàn là mình phải cố gắng, mình phải chăng buộc để đảm bảo được cái bữa ăn chính cho đoàn. Và mỗi phóng viên nhà báo sau khi buông máy ảnh, rời xa máy tính với công việc chuyên môn thì cũng bắt tay cùng các anh để những bữa cơm đặc biệt này thêm phần ý nghĩa. Nó như sợi dây tình cảm thắt chặt tình quân dân. Hay nói cách khác, nó đã quà lẫn tình cảm của những người khắp mọi miền Tổ quốc trở nên gần nhau hơn. Để hành trình mang mùa xuân đến nhà giàn DK1 thêm gần, thêm ý nghĩa hơn. Mình cũng là một người phụ nữ. Nói đến nấu ăn ấy, thì mình nghĩ là nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà khi các bạn ở trên tàu và lênh đênh trên biển ấy, để có được một bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho các thành viên sức khỏe thì đó là cả một trải nghiệm cực kỳ là khó mà diễn tả được thành lời được. Dù có khó khăn chất giả, nhưng vì niềm tin, vì động lực và quan trọng hơn là vì các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đã thôi thúc các anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và các anh cảm thấy tự hào hơn về điều mình đã làm được, đã góp sức mình cùng con tàu mang mùa xuân đến với các chiến sĩ nơi nhà giàn, để rồi được chứng kiến những cái ôm thấm thiết, những món quà trang chứa nghĩa tình của người dân trên đất liền được trao tận tay các chiến sĩ và cả những cuộc chia ly đầy tiếc nuối.